Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 16 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp để đón lành tránh dữ cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 16 tháng 4 năm 2024, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch ngày Canh Tuất, trực, phá, nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Tuổi xung ngày, Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tuất, Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ Thành Hỏa Cục. Giờ hoàng đạo, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi tài lộc vượng phát trong ngày thứ 3 này sẽ là tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 16 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thường quan lâm vận khiến công việc của Tý chăm bề vất vả hay bị những người xung quanh chèn ép và gây khó dễ. Bạn dễ nổi nóng khi gặp phải bất công trong công việc, mọi việc không như ý muốn. Đường tiền bạc nhắc nhở nữ tuổi Tý nên quản lý chặt chi tiêu trong gia đình, đừng lơ là coi chừng thất thoát. Nam mệnh đang ở độ tuổi trẻ trung, nếu chưa có gia đình thì nên tập trung đầu tư cho bản thân. Ngũ hành thủy thổ bất dung đem lại sự u ám cho đường tiền bạc của đương số. Đi ra ngoài dễ gặp họa nhỏ, cần đề phòng. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, bạn được người khác thấu hiểu cho những khó khăn đang gặp phải. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh đang dần tốt lên. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, nên cân đối thời gian ngủ nghỉ, không nên thức khuya. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, có người đang cố gắng xen vào chuyện riêng của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, bạn thích sự dứt khoát và thẳng thắn trong công việc. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quy nhân phù trợ, Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chính ấn chiếu mệnh, nhờ quyết định để kiên định và dứt khoát, tuổi Sửu thể hiện năng lực khó ai sánh bằng. Hãy tin vào bản năng để gỡ rối những vấn đề khó khăn trong công việc, chắc chắn bạn sẽ làm được. Tương hình lâm vận nhắc nhở tuổi này cần biết kiểm soát chi tiêu của mình để không bị cháy túi. Những người làm kế toán nên cẩn thận hơn chút để không bị sai số khiến bản thân phải đền tiền. Ngày nay có vẻ tâm trạng của bạn hơi bị trùng xuống, khuyên bạn hãy cởi mở trong suy nghĩ cũng như có một trái tim bao dung hơn để có cuộc sống hạnh phúc. Nữ mệnh cần phải dứt khoát hơn với những kẻ không tôn trọng mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, không nên liều lĩnh trong mọi việc vào ngày này. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, thành quả về tiền bạc đang đến sau một thời gian dài liên tục cố gắng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, gần đây sức khỏe không ổn, đừng tham công tiếc việc. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, người ấy và bạn đang có xích mích, không đồng tình với ý kiến của nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, chuyện làm ăn trong ngày này không được thuận lợi. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, vàng, quý nhân phù trợ Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, tam hợp khai mở may mắn cho đường công danh của Dần trong ngày này. Bạn được trao cơ hội để bứt phá trong công việc. Những người làm trong ngành thủy hải sản, buôn bán lương thực hoặc đồ gia dụng, sắt thép ngày này cũng sẽ nhận được nhiều lộc hơn cả mong đợi. Tiền bạc dồn về tay nhờ thiên tài dẫn lối, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh, cũng có điểm báo tài lộc đổ về nhà nhiều hơn thường lệ. Ngày đẹp có lợi cho những bạn muốn mở hàng kinh doanh, đi đền cầu may mắn hoặc thỉnh bàn thờ thổ địa thì rất có lộc. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng vào ngày này, người ấy thấu hiểu cho những khó khăn bạn đang gặp phải. Ngày này cũng khá tốt cho việc sinh nở, thụ thai hoặc nhận con nuôi. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, công việc đang trên đà tiến triển hơn cả mong đợi. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, có con mắt tinh tường khi nhìn người nên tránh được họa. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, đừng dốc hết tất cả những gì mình có cho người khác, yêu vào rất dễ mù quáng. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, ở những chỗ nhiều người, cố gắng nói càng ít càng tốt. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, kế hoạch của mình càng bí mật càng dễ thành công. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ,
màu sắc cát tường, xanh lá, đen, quy nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Mão, lục hợp che chở nên Mão hoàn toàn có thể tự tin trong công việc, luôn đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu và chẳng sợ bất cứ khó khăn nào. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng hơn bởi chính sự cố gắng và công sức đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tiền bạc của Mão cũng dồi dào nhờ chính tài giúp đỡ. Con giáp tiết kiệm này rất biết chi tiêu chừng mực và biết lo cho bản thân, gia đình. Bạn cũng thông minh trong việc kiếm thêm tiền nhờ tài lẻ hoặc nghề phụ. Tình yêu luôn có nhiều bất ngờ, nhất là khi con giáp này không quá kỳ vọng hay trông chờ vào nó thì lại có tin vui. Bạn biết chăm sóc cho vẻ bề ngoài của bản thân khá tốt và không để người thân phải phàn nàn về mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, chuyện trong nhà đừng bao giờ than thở ra ngoài. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hãy biết cách chọn bạn mà chơi. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, bạn cảm nhận được may mắn đang dần đến với mình. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, những người bạn đồng hành thực sự phù hợp đang xuất hiện. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần vài người là đủ, miễn là chơi thật lòng. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường xanh dương, trắng, quy nhân phù trợ Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thiên ấn giúp Thìn không gặp phải quá nhiều khó khăn mà ngược lại còn được hướng dẫn cách xử lý các vấn đề thường gặp. Có vẻ bạn khá bảo thủ và luôn thích làm theo ý mình. Nhưng trong ngày này, nhắc nhở Thìn hết sức cẩn thận vì có họa hao tài tốn của do tương xung gây ra. Có những kẻ ghen ăn tức ở luôn muốn làm hại bạn nên cũng cần phải cẩn thận trong quan hệ xã giao. Sức khỏe của bạn đang trong khoảng thời gian báo động, áp lực công việc khiến làn da xấu đi, đường tiêu hóa không ổn định. Người nào đang có mâu thuẫn tình cảm hãy cẩn thận, coi chừng có kẻ thứ ba chen chân vào. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thích, bạn hãy tránh xa. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn không nên cố chấp, hãy lắng nghe lời khuyên của người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, không quá để tâm đến sự yêu ghét của người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cần phải tỉnh táo trong vấn đề tiền bạc, coi chừng bị lừa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, những kẻ phản bội bạn chính là những người bạn tin tưởng. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thiên quan giáng họa nên Tỵ dễ gặp phải tai bay vạ gió từ đâu rơi xuống. Dù bản thân chỉ muốn được yên ổn, ngày này cực kỳ bất lợi cho những bạn đang làm giấy tờ cho công việc, xuất ngoại hoặc muốn thăng chức, kiểu gì cũng sẽ gặp trục trặc bất ngờ. Hình như tuổi Tỵ đang gặp phải một chút vấn đề về tiền bạc. Nếu cần thiết, hãy mở lời vay mượn từ người thân hoặc bạn bè. Ai đang đầu tư buôn bán thì nên tạm thời dừng lại. Đừng liều lĩnh thử những cái mới, coi chừng lỗ nặng. May mắn là ngũ hành họa sinh thổ, giúp đường tình duyên của đường số may mắn hơn hẳn. Các cặp đôi đang yêu có những tiến triển tốt đẹp khi cả hai vượt qua được nhiều sóng gió và thêm tin tưởng vào nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, bí mật trong quá khứ nay được tiết lộ khiến bạn không mấy thoải mái. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, công việc sẽ may mắn hơn những gì bạn nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, sự thẳng thắn của bạn trong công việc khiến nhiều người phải sợ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, ngày nay mở ra những câu chuyện, những cơ hội mới. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, dễ gặp lại chuyện cũ hoặc chuyện cũ bị khơi lại. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quy nhân phù trợ Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, chính quan trợ mệnh nên Ngọ bán hàng rất sướng tay, thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh hơn so với mọi ngày. Hôm nay Ngọ cũng sẽ bất ngờ vì may mắn đến trong những việc như thi cử, xin việc, quan lộ hoặc thăng chức nhanh hơn so với tưởng tượng. Bạn có quý nhân đứng sau hỗ trợ. Bên cạnh đó, tiền bạc cũng rủng rỉnh không thua kém ai nhờ có tam hợp chiếu cố. Ngọ là con giáp hào phóng và thông minh nên biết tiêu tiền đúng chỗ để đem lại lợi ích cho bản thân và gia đình. Tính cách vô lo vô nghĩ của bạn đôi lúc lại là ưu điểm lớn, giúp bạn bớt đau khổ trong chuyện tình cảm. Những người có gia đình lại cảm thấy hạnh phúc vì niềm vui mà con cái và nửa kia đem lại cho mình trong ngày này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, dễ được người lạ không quen biết giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, cuộc sống hiện tại yên bình, không muốn gây sự với ai. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, bạn gặp may mắn bất ngờ nhờ phước phần của bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, cẩn thận khi lái xe, đã uống rượu bia thì không được lái. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc,
Trong công việc, để giải quyết vấn đề hiện tại, có thể phải rà soát hồ sơ, tra cứu tài liệu, tìm lại giấy tờ, hợp đồng cũ. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, hồng, xanh lục, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Tử vi tuổi Mùi, chính ấn chiếu mệnh, giúp tuổi Mùi có cơ hội làm quen được với những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ làm ăn buôn bán trong thời gian tới. Nhiều lúc hơi khó tính và cầu toàn, nhưng Mùi biết cách tự lo cho công việc của mình, hiếm khi làm phiền hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tuy nhiên, tiền bạc có phần sa sút do ảnh hưởng xấu từ tương phá cục. Nữ mệnh tuổi này cần nắm chìa khóa chi tiêu trong gia đình để không bị thất thoát. Chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền khiến bạn quá hao tâm, tổn sức, làm cho sức khỏe sa sút, thường xuyên bị mất ngủ hoặc ăn uống khó tiêu. Cố gắng đi đâu đó vài ngày, du lịch xa là cách tốt để giải tỏa tâm trạng và giúp bạn suy nghĩ lạc quan hơn, tránh được bệnh trầm cảm. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, bạn không nên cho phép mình bị động trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, số hay lo nên có chuyện gì trong nhà bạn cũng phải đứng ra lo liệu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, không nên hấp tấp trong chuyện tiền bạc, giấy tờ, nhà cửa. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, bạn vất vả đấu tranh hoặc tập trung cao độ vào công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, bạn đang bị mất niềm tin vào bản thân mình. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, tử vi cảnh báo có tỷ kiền lâm vận cho rằng tuổi Thân ăn nói quá thẳng thắn và đó là nhược điểm khiến bạn mất đi nhiều mối quan hệ làm ăn tốt đẹp trong ngày này. Bạn nào mới đi làm ở cơ quan mới thì coi chừng gặp tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới hoặc bị ngó lơ, vấp phải đồng nghiệp mới xấu tính. Bù lại, tam hội trợ mệnh nên đường tài lộc có tiến triển hơn hẳn so với những ngày trước. Tiền thưởng không tự nhiên đến với bạn mà đó là nhờ công sức bạn bỏ ra trong thời gian qua. Trong gia đình có nhiều chuyện tốt đẹp tìm đến, khiến bạn có thêm nhiều động lực để làm việc, kiếm tiền. Tuổi nào đang mong chờ thành viên mới trong gia đình sẽ được tổ tiên phù hộ để đạt được ý nguyện. Hãy tích cực làm việc thiện và tu tâm để mọi chuyện như ý nhé! Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, chú tâm cho tương lai, hạn chế tụ tập bạn bè. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, bạn sẽ giúp được rất nhiều người thoát khỏi nỗi buồn trong hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, lý trí mách bảo cho bạn những gì bạn cần làm, đừng lo sợ. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, bạn đang trên đà đi lên, hãy cố gắng thêm một chút nữa. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nếu có gia đình thì nên chú ý nhiều hơn đến con cái. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường xanh lam, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, kiếp tài nhắc nhở tuổi Dậu không nên ăn nói hàm hồ, cẩn thận hành động của mình kẻo bị vu oan giáng họa khi đi làm. Ai đang làm ăn xa quê thì nên hạn chế giao lưu kết bạn, coi chừng gặp phải kẻ xấu tính bày mưu hãm hại. Tài vận không thể đi lên do ảnh hưởng tiêu cực từ tương hại cục. Bạn nên trân trọng những gì mình đang có, đừng có đứng núi này trông núi nọ, coi chừng mất cả chì lẫn chài. Ngày này không tốt cho những bạn đang muốn kinh doanh hàng ăn hoặc tìm đối tác mới để hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm không ổn do con giáp này không chung quan điểm sống với nửa kia, thường xuyên cãi vã. Gia đình nào đang có người già đau ốm nặng thì nên để ý nhiều trong thời gian tới, có tín hiệu không tốt cho sức khỏe của họ. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, trong suy nghĩ của bạn đang có nhiều ý tưởng tuyệt vời. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, thời gian này sức khỏe của bạn đang khá dần lên. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, ngày này có lộc cho những việc như cất nóc, xây nhà, mua đất. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tính tình chăm chỉ, chịu khó, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, những tổn thương đang khiến bạn dần trưởng thành hơn. Con số may mắn 9, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất, thiên ấn trợ lực nên Tuất có tiềm năng để làm những việc mình chưa dám làm, vươn lên nổi bật trong một tập thể. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ công việc chính, có thể là được thưởng hoặc làm thêm ngoài giờ. Các bạn trẻ mới lập gia đình thì tiêu pha hơi hoang phí. Dù thu nhập vẫn ổn định, không đáng lo, nhưng khuyên bạn nên dành ra tiền phòng lúc ốm đau hoặc có cơ hội đầu tư. Về tình cảm, bạn hãy nhớ không có mối quan hệ nào là hoàn hảo cả. Vậy nên đừng kỳ vọng quá cao ở người ấy. Ngũ hành hay hành thổ tương hòa sẽ xoa dịu vết thương tình cảm cho nhiều bạn nữ tuổi này.
các bạn sắp trở thành con người hoàn toàn mới trong tình yêu. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, có những vấn đề nảy sinh bất ngờ trong công việc khiến bạn đau đầu. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, nên nghe theo lời khuyên của cha mẹ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, bạn không thích người khác xen vào chuyện của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, nên bớt kỳ vọng vào người khác thì sẽ đỡ đau lòng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, thời gian qua bạn đã rất cố gắng rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, tím, cà phê, quý nhân phù trợ, Ngọ, Dần. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, thấy trong công việc, hôm nay là một ngày tương đối thuận lợi đối với tuổi Hợi. Ngày này khá đẹp cho các hoạt động mua bán, ký kết hợp đồng, sửa nhà, vì vậy bạn hãy ưu tiên giải quyết các công việc này. Thực thần soi sáng dự báo một cơ hội làm ăn mới sẽ đến với bạn, đặc biệt là nếu bạn đang làm trong lĩnh vực kinh doanh tự do. Nhiều người còn có lộc do khách hàng hoặc người quen đem tặng. Ngũ hành thổ thủy tương khắc nhắc nhở tuổi Hợi nên để ý tới sức khỏe của bản thân và trẻ nhỏ trong gia đình. Thời tiết khó chịu rất dễ bị ốm, bạn hãy cởi mở trong suy nghĩ để có một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, chuyện tiền bạc dễ có trục trặc, coi chừng bị lừa tiền. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, có những đoạn đường tưởng là bằng phẳng nhưng lại rất gập ghềnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, bạn nên dành nhiều thời gian cho người thân. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, có công nhưng không được công nhận hay bị chèn ép khi đi làm. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, bạn tin vào ước mơ, chắc chắn ước mơ sẽ tự nhiên tin tưởng bạn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Mùi, Mão. Đánh giá tử vi hàng ngày 16 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Mão, Dần. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thìn, Sửu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.